Xin chào tất cả quý anh em đã tiếp tục đến với DH Audio. Trong chương trình video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đấu nối loa, các cái chức năng trên cái bo mạch loa kéo hai nguồn như thế này, để cho những anh em nào mà mới bắt đầu mà chưa sử dụng mà lần đầu mà tự lắp ráp loa thì chúng ta có thể lựa chọn loa sao cho phù hợp và cách cắm sao cho nó đúng với vị trí. Ok, thì đây là những cái mẫu mạch hai nguồn thì tôi đã giới thiệu video trước, là cái mẫu mới về sau này thì mẫu rất là đẹp, thiết kế mặt nạ inox thì nó dành cho những cái lục kéo mà có 2 bát, sử dụng từ 2 bát trở lên. Còn những anh em nào mà sử dụng 1 bát thì chúng ta có thể sử dụng loại mạch có giá tiền thấp hơn. Còn những cái mạch này thì nó lại dành cho 2 lô bát đến 4 lô bát, nên cái giá thành của nó gấp đôi so với mạch thông thường. Đấy, vì nó hai công suất hai mạch gộp lại. Ở phía trước này thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có các cái chức năng như là mic chỉnh bass chat và đây volume mic tổng vân vân. Và ở đây thì có hai cái cổng để cắm cho bình nước quy ngoài. Và lưu ý đầu tiên cho tất cả anh em là đối với cắm cho quy ngoài thì chú ý là phải cắm đúng cực. Nếu chúng ta mà sử dụng sai cực thì sẽ cháy ngay lập tức. Còn vị trí này này, đây là công tắc nguồn. Công tắc để khởi động cho mạch lo kéo hoạt động lên. Nói chung là ở phía trước này thì nó cũng đơn giản, anh em về sử dụng thì sẽ biết ngay. Chữ Moje này, cái nút này là nút chỉnh cho Bluetooth này, đường live và đường radio. Đây là phía trong của cái bo mạch. Thì anh em lưu ý là đối với mạch lo kéo này thì nó chạy từ 2 bát hoặc là 4 bát. Những anh em nào mà sử dụng cho 2 lô bát thì chúng ta có thể sử dụng bát có trợ kháng là 4 đến 8 ohm, côn số 3 đến số 5 trở lại. Đó là loa bát 40 hay bát 50 không quan trọng, mà là côn loa thì nó dao động khoảng 65 trở lại và trợ kháng từ 4 đến 8 ohm. Còn đối với trường hợp mà sử dụng cho 4 lô bát thì chúng ta sử dụng bắt buộc phải sử dụng lô bát có trợ kháng từ 8 ohm đến 16 ohm. Đấy, từ 8 ohm trở lên anh em lưu ý cho. Thì tại vị trí này thì nó có hai cái main công suất này, hai cái main công suất. Nhưng mà đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái dây nguồn này, có hai cái dây nguồn. Vì mạch này nó chạy cho hai cái dây nguồn ắc quy. Đây, vị trí này nó có cái dây nguồn. Thì trong cái dây nguồn ắc quy này đấy, cắm cho bình ắc quy thì nó có một cái dây màu đen và một dây màu đỏ. Thì khi cắm bình thì anh em chú ý là cắm phải đúng cực, tức là dây đỏ là cực dương và dây đen là cực âm của bình ắc quy. Và chúng ta phải sử dụng hai bình ắc quy 15A, 20A hoặc 30A. Nếu chúng ta mà sử dụng hai bình như thế này thì bắt buộc phải mua đồng loại cùng dòng như nhau. Ví dụ như 15A thì chúng ta phải mua hai bình 15A, 20A thì chúng ta mua hai bình 20 hoặc là 30. Như vậy thì phải đồng đều thì sẽ đấu cho hai cái bo công suất thế này, và khi sạc nó sẽ chia ra sạc nó nhanh hơn. Tại đây thì nó có một cái xúc kép để cắm cho micro. Thì đối với những mạch này thì tất cả những micro bây giờ đều cắm đều vừa. Thì micro này đều chạy cho là micro từ 8 đến 9V. Anh em lưu ý nhé. Đấy, đó là micro 8 đến 9V. Rồi, đó là phần về phần dây mic gì bình. Còn đối với phần cắm cho loa thì anh em biết là ở vị trí này này thì nó có hai cái socket. Ở phía bên dưới nó cũng vậy, bên dưới nó có hai cái socket. Như vậy là chúng ta có thể cắm từ 2 hoặc 4 loa. Nếu chúng ta mà sử dụng hai loa thì mỗi vế là đấu cho một loa ở vị trí này và dưới này một loa. Còn nếu chúng ta đấu 4 loa bass thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng loa từ 8 ohm đến 16 ohm như lúc nãy tôi đã nói. Thì nó có một cái socket như thế này, và anh em lưu ý này, có socket này cũng có màu đỏ và màu đen. Thì màu đỏ là đi vào dây dương của loa bass và đen vào là dây âm. Đấu đúng nhá. Đấy, vì trong cái loa bao giờ có cộng trừ, chúng ta phải đấu đúng. Và socket này nó đã thiết kế của nhà sản xuất thì chính xác là dây đỏ là cực dương và dây âm là dây đen ấy, dây đen là cực âm rồi. Hai nguồn thì anh em lưu ý này, vì hai nguồn này thì chiều sâu của nó rơi vào tầm khoảng 15 cm trở lại, thế nên là sử dụng là rất là phù hợp. Tiêu chuẩn mạch thì 19x38 rồi, thế nên rất là phù hợp cho anh em khi lắp thay thế vào những cái loa kéo chợ hay là loa kéo mà chúng ta công suất nó yếu quá thì chúng ta nên sử dụng những cái loại như thế này. Mặt nạ inox rất là sáng và đẹp, thì nó không đụng hàng ai cả và rất là đẹp và khỏe hay. Thì mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp vào Zalo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo.